Thưa quý vị, đến thời điểm này thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Cà Mau chỉ đạt gần 40% kế hoạch của năm 2022. Giá nguyên vật liệu tăng, nguồn cung khan hiếm, nhất là nguồn cát từ khi các tỉnh siết chặt việc quản lý khai thác và mua bán, khiến cho nhiều công trình và dự án gặp rất nhiều khó khăn và chậm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Đây là dự án nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Nam Căn Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 5, nhưng đến nay, đơn vị thi công mới bắt đầu tăng tốc do thiếu nguyên vật liệu. Rất là khó khăn trong vấn đề là huy động là mua vật tư, vật liệu, vì là triển khai đồng loạt ở miền Tây nhiều công trình thì cát rất là khan hiếm, cát đá rất khan hiếm, nhưng mà nhà thầu và đã rất là nỗ lực, thì hiện tại là tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát đã chung tay vào rồi nghiên cứu nhiều nơi để mua, thì hiện tới thời điểm bây giờ thì vật liệu của nhà thầu tập trung tương đối là đầy đủ. Theo các đơn vị thi công, nguồn nguyên vật liệu phải mua từ các tỉnh khác. Hiện có một số tỉnh đã siết chặt việc quản lý hoạt động khai thác cát, khiến cho nguồn cung cấp khan hiếm. Ở địa bàn tỉnh Cà Mau thì nguồn vật liệu là gần như là phải huy động ở bên ngoài, cho nên là gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề về vật tư, vật liệu. Rất kính mong các đoàn thể ban ngành và chính quyền đã cùng nhanh chóng xây dựng được cái hệ thống giá phù hợp với cái thị trường hiện tại. Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Cà Mau chỉ mới đạt gần 40% kế hoạch vốn năm 2022, trong đó có 8 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân của tỉnh. Các chủ đầu tư thì phải quyết liệt trong việc hoàn thành các hồ sơ thủ tục. Đấy, những cái công trình nào mà đầu tư mới mà hồ sơ chưa xong thì các ông chỉ phải làm quyết liệt, làm ngày làm đêm. Nhưng mà trong làm hồ sơ thì cũng phải làm chặt chẽ, chính xác. Tôi đề nghị Ủy ban tỉnh bữa nay có đồng chí chủ tịch ở đây, các đồng chí chỉ đạo từng ngành, từng chủ đầu tư kiểm tra tiến độ hàng tuần. Tôi đề nghị kiểm tra tiến độ hàng tuần. Và đó là phát hiện cái gì vướng khó ở đâu là giải quyết ngay đến đó. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các ngành, các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tập trung quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà soát chặt chẽ từ hộ, từng đối tượng để hỗ trợ theo quy định, tránh sai sót và khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm.